Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anti Channel. Và hôm nay chúng ta đang đến với một cái event mới các bạn ạ. Đó chính là Runs, di chuyển với tốc độ bàn thờ. Và chúng ta sẽ vượt qua những cái thử thách vô cùng khó khăn và gây cấn luôn. Ở đây thì mới vào nó đang cho mình được là 10 điểm nha các bạn. Và để kiếm được những cái điểm để chơi sự kiện này thì anh em chúng ta sẽ phải đây là cho rồng ăn, là đây là chúng ta sẽ phải đi thu hoạch thức ăn. Còn đây là hai cho hai con yêu nhau. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ở cái mức đầu tiên nha. Đó chính là đi cho rồng ăn. Ở đây thì để kiếm cái bé nào dễ thương một chút xíu và mình cho nó ăn cho nó mập thay lên ha. Đẳng cấp cho cấp E đi. Và để mình coi coi, kiếm cái con level thấp nhất nha các bạn. Wow, cầu thủ bóng đá level 20 mà sao nó lại mạnh dữ vậy ta. Ồ, sao nó yếu mới đúng. Level 20 mà tính ra là nó không có bằng cái con nào luôn ấy. Nó không bằng mấy cái con mà tầm level 13, 14 luôn. Đó, các bạn thấy những cái điểm hiện lên hay không? Wow. Rồi, mình cho nó ăn lên tầm level 19, 20 đi ha. Thôi, 19 được rồi. Mấy con này ăn khá là tốn thức ăn. Rồi, bây giờ nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành thì các bạn sẽ vào và nhận kết quả mà thôi nha. Ở đây thì đi thu hoạch thức ăn cũng không phải là một cái chuyện gì quá khó khăn ha. Cứ việc mua những cái thức ăn gọi là rẻ nhất đi ha, cho nó nhanh. Rồi, đến với wow, bé trâu kia. Đẳng cấp là Heroic và hiện tại bạn ấy đang được trong cái sự kiện đó là xem quảng cáo. Anh em dành một chút xíu thời gian ra để xem quảng cáo và sẽ nhận được Orbit nha các bạn. Tỷ lệ ra được một cái con này đẳng cấp là Heroic sẽ là 0,1%. Còn lại thì 25% thì các bạn sẽ ra được 5 mảnh Orbit ha. Rồi, anh em có việc nhiệt tình mà xem. Ở đây mình xem quảng cáo cái nữa là mình sẽ được 10 viên game nè. Đó là cách mà anh em chúng ta kiếm được nhiều game mà không phải tốn tiền để nạp vào nha. Và kể cả Heroic luôn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ thu hoạch thử xem nào nó có ra được cái nào hay không. Ô, xong rồi kìa, hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Đó, lượm tiên. Ở đây thì cho rồng yêu nhau, cho mấy con yêu nhau hả? Thôi, mình sẽ bắt đầu cái cuộc đây, tham gia sự kiện nha mọi người. Anh em xem thử coi đó là kỷ lục ngày hôm nay của mình sẽ là bao nhiêu. Và các bạn hãy comment cái kỷ lục mà các bạn đã đạt được vào bên dưới video này để cho mình biết đó là các bạn đã đạt được tới cái mức đó. Rồi mình nếu như mà thua các bạn thì mình sẽ nỗ lực hơn. Còn nếu như mà mình cao thì ok, mình cũng ráng rồi là tăng độ khó cho game ha. Cái game mà nó dễ quá thì chơi chán lắm nè. Tốc độ đang được tăng nhanh dần đều, hiện tại đã lên tới con số 5.000 rồi các bạn. 6.000, cố lên nào, 7.000 rồi, tốc độ căng dễ sợ luôn. Wow, cái này là mình không dám di chuyển qua để lượm đồ luôn á. Những cái cánh quạt này sẽ giúp cho anh em chúng ta có thêm điểm nha. Rồi, 100 điểm thì sẽ sở hữu được, mình nhớ không lầm hồi nãy mình nhìn đó là game ấy. Wow, mình lướt bằng chuột cho nên nó cũng không có nhạy bằng khi mà các bạn chơi tay nha. Ok, wow, 15.000 rồi, căng nhỉ. 16.000 các bạn à. Wow, ca này có bộ mình đi hơi xa rồi đấy. Wow 20.000 các bạn. 20.000 nha. Và anh em nào phá được kỷ lục cao hơn mình thì hãy comment cho mình biết với. Còn mình thì sẽ nhận được cái số game. Ở đây là 10 viên nha. Lượm tiền mình đã được 230 viên rồi nè. Đó, mới vào sự kiện thôi là đã bào được một cái kết quả khá khá rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tới cái hòn đảo. Wow, hòn đảo like cho hai con rồng yêu nhau thì nó sẽ ra được một em đẳng cấp legend các bạn. Con này thì đồng hồ thuộc dạng như đồng hồ cơ ấy. Đồng hồ cơ là không cần phải xài pin mà nó xài hoài luôn. Rồi, hai con này yêu nhau trong vòng có ra được có 9 tiếng thì chắc không ra được rồi. Con này nếu như các bạn yêu nhau mà trong vòng 2 ngày nha, 2 ngày 2 giờ thì nó sẽ ra nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau để mình xem coi nào. Vào tới cái khu vực, ở đây có một cái sự kiện thôi, không có nhiều sự kiện cho lắm. Anh em mình sẽ lần này vào khu vực list nha. Và hôm nay thì hai vị
hai cái vị gọi là thần mặt trăng và thần mặt trời này chắc có lẽ là mình sẽ cho nó đi vào, và lần này mình sẽ kiếm thêm những cái bạn khác ra để review cho các bạn xem. Ở đây thì u chà, hai con chó đây, dòng giống chó Legend, mang nó ra để biểu diễn cho các bạn xem những cái màn gọi là chiến đấu bá đạo. Nó trốn đâu rồi? Đây, robot chó. Ba con đều là bốn chân cả nha. Ở đây thì bé này thuộc dạng Legend đó, khá là VIP luôn, trên lưng mang một cái nguồn năng lượng khổng lồ. Bạn này thì là đất hoang nha. Wow, các bạn thấy làn khói độc bay ra không? Rất là thú vị đúng không nào? Bây giờ thì mang nó thử đi gẹo chọc ở khu vực lít cho vui. Và ở khu vực này thì mọi người đều đã biết rồi đó, chiến đấu rồi là phải chiến hết mình mới được. Ở đây thì chỉ đánh được khoảng 3 trận thôi. Nếu như mà chúng ta giao nhau giữa hai màn thì chúng ta có thể quýnh được thêm khoảng 5-6 trận. Wow, một ngôi sao vàng lấp lánh đến từ hơi thở băng. Bạn ấy hãy mổ cái thôi là chết con chó của mình rồi. Cái con chó dễ thương của mình. Ghét dễ sợ không? Đây, đến từ bé trâu thì chúng ta cưa một cái là hơn nửa cây máu rồi. Ba ngôi sao vàng lấp lánh của mình không phải là để chân chơi đâu đó nha. Ok, đến với bé hai đầu này thì lượng sát thương của mình sẽ tăng ra được gấp đôi nè, 16k. 50 sao vàng lấp lánh đến từ cái cô nàng gọi là chó phốc ha. Nhìn nó ốm ốm nè, thuộc dòng giống của con chó thuộc dạng chó phốc các bạn. Con chó đó là nó có chút xíu rồi, nó ăn hoài nó cũng không có lớn nổi, cho nó ăn ngập mặt luôn. Nhưng mà cái dòng giống của nó là nó nhỏ xíu con ha. Đó, nhìn rất là cutie. Trên đầu thì đội một chiếc gì ta, mái tóc màu đỏ. Wow, bây giờ đến với một cái đội hình khác rồi. Nhìn sơ thì em này thuộc dạng về cây nha, dòng giống cổ thụ. À, con này khi mà vuốt ve nó sẽ biến thành một cái cây rất là to và bự luôn. Wow, anh bạn Zimmer đang cầm con chim. Nó đang cầm cái con chim, con này là con chim xe sẻ nha. Trời ơi, nó mỗi lần nó kéo đưa lên đưa xuống là hai con mắt con chim nó lòi ra kìa. Quái chà đậu dễ sợ không? Rồi, một pha xử lý nhẹ nhàng nữa. Đây, chúng ta sẽ khèo nhẹ với tuyệt chiêu của đất hoang đi ha. Đây là một con nhưng mà nó có hai cái đầu nha các bạn. Wow, còn 9k máu, 108k luôn. Căng nhỉ. What, 34, tình huống đang khá là căng thẳng nhưng mà không sao các bạn, mình dàn xếp được. Con này mà nó thêm một lượt đánh nữa là mình bấy với nó liền. Thiệt tình luôn. Heroic mà nó được đam gấp đôi mình, hơi là mình có chiêu đam lại. Gặp mấy cái con mà không có đam lại thì chúng ta khá là mệt mỏi luôn á. Rồi, đây là sẽ đến sức mạnh đến từ bé trâu mũi khoan. Và chúng ta khèo nhẹ một cái cho vui xem nào. Pass 40. À, thành viên này thì chắc có lẽ là phải 2 hit quá. Chính xác luôn. Rồi, đây tên bạn còn hai bé nữa thuộc dòng Heroic luôn nè. Alexander đang lao ra một cú đớp nhẹ đến từ con khủng long. Wow. Rồi, dứt điểm thành công Alexander rồi. Chúng ta đang đến với Ali với cây thuyền trượng. Tiêu tôi rồi. Tên bạn nó đang được đam với mình mà mình không được đam với nó. Lần này là phải tốn tiền. Mỗi lần thua là tốn tiền, y như rằng luôn. Ok, sau khi mà quậy tan nát cho khu vực arena này thì anh em chúng ta sẽ ra ngoài nha. Ồ, thức ăn 150.000. Cái này nó thì hơi tốn một chút xíu. Đó chính là khi mà lụm thức ăn này thì các bạn thấy rồi đó, trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì nó mới ra một lần. Wow. Và hình như là mình chưa cho các bạn xem cái con Legend mới đúng không nào? Đây, quá là đẹp luôn. Ui cha cha, con này là hàng mới nhất hiện nay nha, chưa có con nào mới hơn con này đâu. Đó, vuốt ve cái cho các bạn xem nè. Gọi là nổ khí xung thiên, ở xung quanh người chú ấy bỗng tốt ra một cái luồng tà khí rất là ghê gớm. Rồi, coi có bé nào mới nữa không nhỉ? Trong những chiếc rương này thì có cái gì ta?
game các bạn, 1k luôn. What the, 1k game. Ở đây là chúng ta sẽ có 3 bậc để nhận 10, 30, 100 và 1k. Wow, ca này còn thú vị đây. Nhưng mà để leo lên tới cái mức này thì chắc tốn, hơi bị tốn kém luôn á. Khi mà leo lên cao thì hơi bị tốn kém và chúng ta mới nhận được các bạn. Đây rồi. Này, nếu như mà tính theo tỷ lệ may mắn á, thì nếu như mà nó chơi đồng đều theo 4 á, thì chắc có lẽ là nên chúng ta sẽ có tỷ lệ nhận được nhiều hơn. Còn nếu như mà nó chơi theo cái tỷ lệ ít nhiều thì chắc có lẽ là nên chúng ta sẽ miss nhiều hơn nhận được. Rồi, ngó sơ ở đây nhiệm vụ thì hết làm được rồi nè. Ok. Ở đây thì anh em chúng ta có thể vào khu vực arena ngó sơ một cái coi. Wow, đội hình lần này thì anh em chúng ta có thể vượt qua được một cách nhẹ nhàng đây. Khèo nhẹ một cái cho vui ha. Action. Ui cha cha, mới vào gặp phải anh bạn Titan rồi. Khá là căng não luôn, Titan này thuộc dòng giống hắc ám các bạn. Nó đang thui thùi lùi à. Bác này đang tung chiêu lưỡi sức tăng gấp đôi luôn. Nó đang chờ đợi điều gì đó đến từ bạn ấy. Cho một cái kết đẹp coi nè. Đây bạn còn hai thành viên, một con E, một con Legend Daisy. Wow, Kales. Lần này thì chắc có lẽ là cho bé hoang dã ra đi ha. Hai ngôi sao của bạn ấy cũng không phải là để đứng, gọi là không phải để ngó chơi đâu. Xét thường cũng khá là căng đó. Ui cha, một quả đấm hơi bị đau đấy. Rồi, đây là Megum à. Giống như một sát thủ, anh ấy có hai cái lưỡi dao vô cùng bé ngót ở hai tay. Đôi cánh thì khá là to và còn bọc thêm một cái bộ giáp nữa. Căng não dễ sợ. What the? À, cái bé hoang dã của mình nó bị hạ mất tiêu rồi. Đang ghét quá cơ. Wow, victory. Nói gì nói anh em chúng ta cũng phải giành được chiến thắng chứ, quýnh mà thôi thì kỳ lắm man. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đập vào cái nút subscribe hộ mình với nha. Đây, à đâu mất tiêu rồi, cái nút subscribe đó, nhớ đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. À, đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình với nhau mọi người, để mình có thêm động lực mà ra nhiều tập mới cho các bạn xem. Còn em nào muốn ủng hộ mình thì trên màn hình mình có ghi cách thức để ủng hộ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.